các loại rau xuất hiện trong giấc mơ có ý nghĩa gì, nằm mơ thấy rau là lời dự báo về công việc của bạn trong thời gian sắp tới sẽ có một vài thử thách. Để vượt qua, bạn cần phải kiên trì, tập trung vào công việc quan trọng và biết lựa chọn vấn đề để có cách giải quyết phù hợp. Nếu bạn mơ thấy món rau trộn, dù là mình được ăn hay phải chuẩn bị cho người khác thì điềm báo may mắn cũng sẽ đến với bạn, rau gia vị, các loại rau mùi, rau diếp, húng là món ăn kèm thơm ngon mà nhiều người ưa thích thấy cây rau diếp đang mọc trong mơ ám chỉ rằng sau những ngày buồn tuổi cuối cùng bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc. Giải mã giấc mơ thấy bạn đang ăn rau diếp ám chỉ rằng sự ghen tị sẽ gây rạn nứt tình cảm với người yêu hoặc với bạn bè. Mơ thấy bạn đang trồng rau diếp, điểm này cho biết bạn sẽ gặp phải rắc rối về sức khỏe. Mơ thấy mình đang mua rau diếp ám chỉ rằng rất có thể bạn sẽ suy sụp vì làm việc quá sức hoặc công việc không phù hợp với bản thân, mùi tây thấy cây mùi tây biểu thị cho sự thán phục của mọi người trước những thành công mà bạn đạt được trong sự nghiệp. Ngoài ra, nó còn là biểu tượng cho sự thanh lọc tâm hồn, bạn nên giải tỏa những tiêu cực, muôn phiền trong tâm trí để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn, cải bắp, thấy hoặc ăn cải bắp trong mơ, ám chỉ rằng bạn sẽ không phung phí thời gian cho những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bạn sống và vững vàng trước những thách thức của cuộc sống. Giải mã giấc mơ thực vật, nếu bạn chim bao thấy bắp cải thì sổ mơ sẽ gợi ý cho bạn con số may mắn 50 hoặc 52, củ hành, thấy hoặc ăn củ hành trong mơ, thể hiện rằng bạn cần khám phá những điều ẩn chứa trong công việc để tìm ra sự thật. Bạn cần tìm hiểu sâu hoàn cảnh hoặc vấn đề nào đó, cà rốt, thấy một cây hay một củ cà rốt trong mơ, điều này là do sự dư dật, giàu sang. Cà rốt cũng có thể là biểu tượng cho sự cám dỗ. Với giấc mơ này, theo sổ mơ, bạn có thể thử vận may của mình với con số 01 hoặc 51, cà chua. Thấy những trái cà chua trong mơ, biểu thị cho hạnh phúc gia đình và sự hòa thuận, mơ thấy bạn đang ăn cà chua bào sức khỏe tốt. Ngoài ra, nếu chim bao thấy cà chua thì bạn có thể chọn số 93 là con số may mắn, nghệ tây. Thấy cây nghệ tây trong mơ ám chỉ bị người yêu lường gạt hoặc gặp người bạn giả dối, mơ thấy bạn đang dùng nghệ tây trong thức ăn, nghĩa là có cách giải quyết êm đẹp cho những rắc rối và sự tranh cãi của bạn.